Sao? Giờ bố công nhận là cô Son ngoan ngoãn, hiền lành, chăm chỉ rồi hả? Ờ, đấy là ta nói cái mặt ưu điểm của nó thôi. Thôi, đừng cố chấp nữa. Tiếc thì gọi nó về. Ta không gọi. Cái thằng bố nhà nó ấy, lần trước nói với tao mấy câu sắc óc, tao nuốt còn chưa trôi đây này. Bây giờ bố thử nghĩ xem, thằng Đạt, thằng Danh mà bị người ta chửi, người ta đuổi ra khỏi nhà, bố có sót không? Bố có ức không? Con nhà người ta nuôi mãi mới trưởng thành, nói thế là nhẹ đấy. À, hôm nay anh cũng lên giọng đậy đời cơ đấy. Không dám. Ai dạy được bố? Trời cũng chả dạy được bố. Một đứa con dâu nó bỏ đi thì là lỗi do nó. Cả mấy đứa nó bỏ đi, để xem lại mình. Anh, có ít bưởi bệnh nhân đem biếu, với cả em cũng mua thêm một ít đồ ăn. Có gì thì anh chịu khó về nấu cho mọi người ăn nhé. Thế cô không về luôn à? Em có về đấy chứ. Mà anh Đạt, anh đuổi em đi mà. Cô thừa biết rằng thằng Đạt nó nói trong lúc nó nóng giận. Anh Đạt nóng giận, thế em không được quyền nóng giận à? Lần này anh Đạt mà không xin lỗi em thì em không về đâu. Mà anh cũng ủng hộ em đấy chứ. Lần trước em nghe cái nhà nói là anh bảo nó về quê để đón em lên mà. Đã là gia đình, dù có chuyện gì thì cũng phải ngồi lại để nói chuyện với nhau. Không biết đúng sai thế nào, nhưng việc cô là vợ mà bỏ đi như vậy cũng chẳng hay ho gì. Trường hợp của em khác với vợ cũ của anh. Không phải người vợ nào bỏ nhà ra đi thì cũng là điều sai trái hư hỏng cả. Em cũng có nhân phẩm, có tự trọng riêng của em chứ. Mà bây giờ em chả sợ cái gì nữa. Ai nói gì thì mặc kệ. Em không làm sai thì em không việc gì phải sợ. Hơn nữa, gia đình có phải của riêng một mình em đâu, mà lúc nào cũng em một mình cố gắng. Nên về, về sẽ tốt hơn đấy. Ôi dồi ôi, anh đứng đây làm cái gì đấy? Tôi vừa phải lên cho thằng cái heo ngủ. Mẹ thì bỏ đi, bố thì nửa đêm mới về. Tôi không hiểu cô chú làm bố mẹ kiểu gì nữa. Em xin lỗi, hôm nay em có chút việc gấp trên thành phố. Việc gì? À, không có gì đâu. Vừa nãy tôi thấy vò đầu bứt tóc bấn loạn lắm cơ mà. À, thì mấy cái việc lặt vặt ở cơ quan ấy mà. Gọi cô Son về đi. Tôi thấy ý cô ấy muốn về rồi đấy. Chỉ là chờ chú xuống nước. Nay cô ấy gửi cam và đồ ăn sang. Lúc nào cũng chỉ lo nhà chồng không có ai chăm sóc. Đi ngủ đi. Nào, bố ăn sáng đi. Đấy, làm cái gì mà thịnh soạn thế? Ngon không? Ngon. Thịt với cả rau, chiều hôm qua cái Son mang sang đấy. Bưởi cũng thế. Sao? Bố nghẹn hả? Úi giời, ăn cứ như là thằng chết đói ấy.